Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của ChuSmart. Và cái channel của ChuSmart sẽ là đưa ra những rất nhiều thủ thuật. Có lẽ là rất lâu rồi các bạn đã không nhìn thấy mình đăng video, bởi vì thời gian đây mình khá là bận. Và trong cái video này thì mình muốn nói với các bạn là gần đây ấy, bạn bè của mình hay là tất cả những người thân quen của mình đều kêu rằng là Facebook đang bóp tương tác và sẽ không nhìn thấy những cái bức ảnh hay là những cái status mà bạn bè của mình hay là những người quen của mình đăng lên. Và trong cái video này ấy, mình muốn hướng dẫn các bạn cách làm sao để có thể giúp các bạn không bị Facebook bóp tương tác. Và các bạn hãy xem tiếp video này nhá. Để cho mở đầu cho những cái cách hướng dẫn này ấy, thì mình cũng khẳng định luôn với các bạn là trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách có thể là sử dụng trên cả Android, iOS hay là trên máy tính luôn, để cho các bạn thấy biết được là tất cả mọi cách này các bạn có thể sử dụng bình thường. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trên thiết bị iOS trước nhá. Đầu tiên là các bạn sẽ vào ứng dụng Facebook này. Đó, và đây sẽ là cái new feed bình thường. Và mình khẳng định luôn các bạn là bây giờ đừng lướt cái new feed làm gì nữa, bởi vì nó sẽ bị bóp tương tác. Và các bạn sẽ nhấn vào cái phần ba gạch này đây. Đó, sau đó các bạn kéo xuống phần dưới này. Ở đây nó sẽ có một cái phần là nguồn cung cấp đây. Sau đó các bạn hãy nhấn vào phần là gần đây nhất. Và ở đây thì ngay lập tức đợi mạng load thôi thì các bạn sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ của bạn bè của bạn luôn. Và thậm chí là ở đây nó sẽ có một cái nhược điểm là khi mà các bạn đã bỏ follow ai ấy thì nó sẽ xuất hiện lên ở đây tất cả mọi thứ luôn. Cho nên ở đây mình khẳng định luôn là đây là một cái cách mà để cho các bạn sẽ không bị Facebook bóp tương tác nữa. Đó, và ngay bây giờ thì chỉ đơn giản như thế thôi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang các thiết bị Android luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ tạm gác chiếc iOS của mình xuống. Và đây là chiếc điện thoại Android của mình. Thì cũng như trên iOS thôi, các bạn chỉ cần đơn giản là vào ứng dụng Facebook này. Ở đây thì đây là một chiếc máy của cô em của mình mượn thôi. Đây thì các bạn cũng nhấn ban đầu nhá, mình ở phần bảng tin này, new feed này. Đó thì các bạn sẽ nhấn vào phần cũng gạch ba chấm này. Và ở đây thì các bạn sẽ ở Android nó sẽ show cho các bạn luôn, và có lẽ là rất nhiều bạn không để ý phần này rồi. Đó là phần nguồn cấp và gần đây nhất. Thì ở đây nếu như mà các bạn nào mà chưa nhìn thấy ấy, thì các bạn chỉ cần để ý phần nguồn cấp này thôi. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần xem tất cả đây. Cũng như trên iOS thôi, các bạn sẽ nhấn vào phần gần đây nhất. Đó, và bây giờ thì các bạn sẽ đợi mạng load một chút. Và bây giờ các bạn sẽ tạm biệt mọi thứ khi mà đừng có ai nói với mình là sẽ là bị Facebook bóp tương tác. Và mình mong rằng là các bạn nhìn thấy cái đường link của video này thì các bạn cũng like cho mình để không bị bóp tương tác nhá. Rồi, và đây là một thiết bị thứ hai mà mình đã hướng dẫn. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trên máy tính. Và máy tính thì có lẽ rất nhiều bạn vẫn đang sử dụng. Vậy bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn nhá. Và như mình vừa nãy thì đã hướng dẫn các bạn trên Android và iOS. Thì bây giờ trên máy tính thì sau một thời gian tìm hiểu khá là lâu và mình tìm mãi không nhìn thấy cái dòng là nguồn cấp ở đâu, bởi vì mình cũng đã tìm hiểu trước để mà thực hiện video kỹ cho các bạn rồi. Thì ở đây trên máy tính thực ra nó còn đơn giản gấp vạn lần để mà cho các bạn có thể thực hiện được. Đó là đơn giản nhất ấy, các bạn chỉ cần nhấn vào phần bảng tin đây. Đầu tiên sẽ có phần bảng tin, sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần ba chấm này cho mình. Và đầu tiên thì nó sẽ mặc định nó sẽ để cho bạn là phần là tin liên quan nhất. Đó, sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần là gần đây nhất. Rồi, và bây giờ các bạn sẽ tận hưởng những cái gì mà Facebook không bóp tương tác của bạn, mà các bạn sẽ tận hưởng những cái cảm giác mà dùng Facebook của ngày xưa. Đấy, ngày xưa thì Facebook sẽ không cho chúng ta sẽ sử dụng nhiều bước lằng ngoằng như vậy đâu. Và mình mong rằng là các bạn sẽ like và share những cái video này cực kỳ nhiều để cho nhiều người biết. Và có lẽ là vừa rồi thì mình vừa chỉ cho các bạn ít nhất là 3 cách để các bạn có thể sử dụng bình thường được Facebook và không bị bóp tương tác Facebook. Mình mong rằng là sau cái những cái cách sử dụng này thì các bạn sẽ có thể là like hay là theo dõi bạn bè nhiều hơn và quan tâm đến bạn bè nhiều hơn, không bị cái tình cảnh là mỗi người một nơi và bạn bè ở đâu nữa. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. ChuSmart, hệ thống sửa chữa điện thoại số 1 Hà Nội.